Vô quật. Nhân tiện chương trình hôm nay thì tôi có đôi lời muốn câu hỏi ý kiến của anh, một cương vị một người đàn ông, một người chồng, một người cha, thì anh nghĩ gì về việc là Hằng Du Mục khi mà liên tục livestream với Quang Linh Vlog đã bị chồng mình lên tiếng về vấn đề này, yêu cầu Hằng Du Mục trả lời để con này còn quá nhỏ, mong ý kiến của một người chồng, người cha đi nước ngoài kiến ạ. Dạ. Không sợ lỗ kiện đâu. Bọn này không sợ lỗ kiện đâu, thoải mái. Không. Tôi chẳng sợ ai kiện, tôi chỉ sợ sai với lương tâm của tôi thôi. Nhưng mà chuyện nhà khác thì đôi lứa nó yêu nhau thì tôi cũng không có cái gì gọi là phán xét. Rồi. Kệ chứ đôi lứa nó quan tâm nhau thế nào thì tôi cũng không để ý đâu. Nhưng đấy là chuyện gì nhỉ? Ông Tiến có thể nói rõ không nhỉ? Tức là đề nghị anh có thể là vặn nhỏ volume một chút được ạ. Tức là nhảy nhá. Thì hiện nay thì sau khi một cái cuộc chiến tranh của Nga và Ukraine được gọi là một cuộc chiến dịch quân sự của Nga để từ điện Kemi và Ukraine, thì nó đã là một cái mức độ leo thang và đã có những cái hiện tượng dẫn đến là chiến dịch lần thứ ba. Và cái mối gọi là gì, mối quan hệ giữa vợ chồng Hằng Du Mục và người chồng là một người chung, những một người chung ở Tây Tạng với một người Việt Nam rất ảnh hưởng, đã đang có một sự xung đột. Và khi mà cái mối tình nương duyên này nó có vấn đề ở đấy cái nhá, thì cái chuyện là gì, cái chuyện mà xung đột về mặt làm ra là điều rất có thể, đây có thể là một cái duyên, một cái tiền định, ý là một cái duyên cớ để mà dẫn đến một cái xung đột quân sự. Thì hiện nay là đối tượng Hằng Du Mục đấy. Thôi có thể do văn vở đây, thôi ông im im mõm mà tôi nói cho này, nghe này. Tôi không biết là ai với ai, nhưng mà tôi chỉ nói với ông này, quan điểm của tôi là tất cả trong vũ trụ này nó là mối quan hệ lợi ích, đúng không? Cho diều diều nó bay, bay cao thì đứt chỉ, ngay như trong thần thoại Hy Lạp cũng thế thôi đấy. Có một vị thần là chắc cái cánh bằng sáp, bố của vị thần đấy là gì, vị thần đấy có bảo là mày đừng có bay cao quá gần mặt trời nó chảy sáp ra là gãy cánh là rơi chết đấy con ạ. À, trong mối quan hệ vợ chồng cũng vậy thôi. Du Mục thôi, với cái thằng có con thằng Du Mục với cái thằng con Minh. Tôi không biết là ai, tại vì tôi nói với ông Tiến này. Mà tao đã đưa đến tao đưa đến tôi nhà. Tôi không biết là ai. Mày đưa phát lên cả mặt trời nữa, thần thoại. Đi xa đó. Bây giờ mày là chồng nhá. Bây giờ mày thôi, là chồng. Giờ... Đây thằng bạn tao rồi. Tôi không biết nha. Tiến nghe này, nghe. Không phải đi ạ. Ủa đi cơ. Điều phí hồ chờ, ủa đi hồ phụ được tới rồi. Quang Ninh à? Ok. Rồi, đây thằng chồng này, thằng chồng có hàng với điện này, nhá. Điện tính ngoài này. Đấy. Ôi. Lúc thì còn thuốc thì nói được tiếng Tàu, đến lúc nhạt thuốc thì lại bắt đầu là liên thiên. Rồi tôi đủ view rồi, mạnh phút đi, cái ngoài chứ. Điện bật đấy nhưng mà còn xin tiền. Và nghiện như vậy là còn bớt đi đấy, bố mà không nghiện nên xác định tương lai, xác định con mình nhá. Nói cho nó nhanh nhỉ. Có nói thẳng ra này, nhá, tôi không biết nhá. Nếu cuộc sống này nhá, tôi thật quản câu rồi. Cái thời thế này các bạn nói là gì, thời mạt pháp của Phật giáo, nhưng không phải. Thời thế bây giờ nhá, nó thời thế của mạt pháp của đồng. Hàng bao nhiêu đứa vào lại còn tưởng sao hai đời vợ, tưởng sao thế nọ, tưởng sao thế cha. Chúng mày phải thương cái thằng đấy nhá. Có con Hằng Du Mục nhá, không có thằng chồng ấy nhá, không có thằng chồng người Trung Quốc nhá. Thì cái con Hằng Du Mục ấy cởi quần áo ra không ai xem, nó thế cho nó nhanh, lợi dụng hình ảnh của thằng chồng ở bên gọi là thời thượng nhá, xong bây giờ này còn thế nọ lại còn thế trai. Con này thằng nào có vợ cũng vậy thôi nhá, đừng thằng nào nói rằng ấy có vợ nhá, mà để vợ gọi là ngồi đi làm đi ăn với thằng khác này, còn quáng vào Ninh như cả quáng vào Ninh về vào lúc cả Trần là cái thằng gọi là sang bên Châu Phi xuất khẩu lao động bây giờ. Tiền Tết thì được về, giật đỡ chuyến máy bay, giật dẹo ở lại cầm cái máy quay ra làm YouTube, lợi dụng hình ảnh người dân tộc Châu Phi để mà làm YouTube. Có tí tiền cái gọi là mà bảo là thằng Quang Ninh này không bay đắt. Tao có clip đây, chơi không? Nó bay đúng từ 9 giờ tối đến gọi là gì? Đến gọi là 7 giờ sáng ở Nghệ An, chơi không? Tư cách đạo đức gì, chất chất gì, thế nhở? Nói này, chúng mày cứ nghĩ là gì, là gọi là thằng kim cang này là nó thế này kia, đúng không? Mày nghĩ là nó phật cái cật hình ảnh thôi các con vợ nhá. Con này thằng nào bỏ thằng Quang Ninh nhá, chúng mày chia sẻ đến Quang Ninh này,
Nếu con Ninh dám nói một câu này, đời con Ninh chưa bao giờ bay ke kẹo này kia. Nếu mà thằng con Ninh dám thề cô đấy bố mẹ nhá, thì tao thề luôn là con đang chơi thằng cắt mẹ cơ mà. Ờ, có dám thề không? Làm sao tuổi gì nhỉ? Không ảnh hưởng đến ai được, sao không ảnh hưởng đến ai? Bây giờ nó ảnh hưởng đến chính bản thân nhá, bản thân nhá. Bây giờ con Hằng Du Mục có thể là nó ngu, nhưng thằng Quang Ninh mang tiếng là idol người lớn, bây giờ để ảnh hưởng đến lấy đi một người vợ của một người chồng, sắn chửi anh kia, thằng Quốc Bảo nó chửi tao thì khi mà mày cứ phải ra là mày báo tao, mày đi bẩm báo vậy để tiếp mày, mày cũng sắn chửi anh kia, những loại mày cũng được cái loại mày đi chứ còn loại người, nên nó chửi ra thì sao? Vương Bảo kia mày còn cấm, mày còn chắc nữa, đang chửi nó đang buôn mồm mày còn chắc nó thế, bây giờ chửi ai? Thằng kiểm viên này nói tiếp này, nhá, Quang Ninh này. Idol cái gì tao không biết nhá. Nhưng mà đi bây giờ thôi, để vợ người ta về có tí view cùng cảnh idol với nhau. Ông thì cũng chỉ là cái thằng bằng đại học không có, sang xứ người lao động kiếm tí tiền, chẳng may chó ngáp phải ruồi, nhá. Đủ đồ ăn đồ chơi được rồi, con đâu con hàng này nó có chồng có con rồi. Thôi tha cho em về nhá. Mặt này chìm bằng mấy tiếng cứ anh rất muốn rằng nó để tạo điều kiện cho em phát triển và sau này ấy thì em có một cái hốc tiền đề cơ sở. Thôi, cái nụ chúng nhé, tài năng này không có, ca không biết ca, hát không biết hát, thấy chưa? Cái ông Quang Ninh thì ông đào cái hố, đào cái thùng đổ bê tông ở dưới đáy, ông bổ là ao, ao đấy là gì? Đấy là bể chứa nước, không phải cái ao nhá. Có cái bàn du mục này, hàng này còn du mục nữa kìa, rồi cũng quá nhỉ, nàng hàng quá nhỉ, có vẻ khệnh khạng quá nhỉ, hàng này còn du mục nữa kìa, du gì? Mà lại du rời hả? Du thiên kìa, đang người ta nặng ngã gãy cổ nơi kìa, để còn du mục với cả du mẹt thôi nhá. Nam phận nữ nhi ấy, chồng con nhá, mới là cái tất cả nhá. Sắn chửi đấy, sắn nó chửi tao hả? Con này nếu như nhá, mà sao sắn lại chửi tao nhỉ? Ngày nay có dám đuôi nó cái nào nhỉ? Nào nào, Quang Ninh trước làm đề anh ơi. Thôi tao không thích nói xấu người khác nhá. Nhưng mà chúng mày đừng có cái kiểu này. Tao nói luôn này, chúng mày mà bênh nhá, chúng mày quý thằng nào ấy, mà chúng mày idol thằng đấy nhá, Thái lên đường. Tao nói thật, cái mày riêng mạng xã hội này nhá, chúng mày cứ quý đi, Càng quý chứ thằng ta, cứ quý Quang Ninh ấy. Được, có clip á nhá, bay luôn. Quang Ninh tập đoàn kè cả này, kể cả được bên này bên kia mời này, các kiểu này nhá. Nhưng với tao này, tao không để ý đâu. Thấy chưa, tao không để ý đâu. Bởi vì với tao này, con của cô giáo hiệu trưởng má mặt quạt nà, hiệu trưởng ấy hay hiệu phó đấy, bà già tao cũng chỉ là cái nghề giáo viên thôi, cũng không khác gì nghề. Thấy chưa, cũng chỉ là để kiếm tiền nuôi con thôi. Thấy chưa, nghề giáo viên với các cái nghề mà trừ cái nghề phò là nó không được nhà nước cấp phép thôi, không cho phép thôi. Chứ còn nghề giáo viên với nghề bốc thì khác với nhau. Cứ nghĩ cái giọng điệu này, nghề này cao thượng, nghề kia đàng hoàng ấy. Không có đâu. Nghề nào càng cao thượng, càng nếp nhiều tiền hối lộ, càng ăn nhiều tiền đút nuốt nhá. Ai quần trùng áo vải đứng trước muôn dân trong họ. Báo cáo của đồng chí, báo cáo ban ngành đấy đó. Thật ra vừa qua chúng ta đã rất phấn đấu để rồi được sự đóng góp của đội ngũ. Ý nữa, cái việc này khó lắm. Cái việc này thật sự là để anh trôi, anh cân nhắc nhá. Phong bì luồn tay vào, mới vào việc phấn đấu xong để rồi, đây nghề cao quý rồi, cao quý rồi. Thôi, nghề nào cũng là nghề kiếm tiền thôi nhá. Còn chúng mày hiểu này, đây này, tao điện ông bạn nào cái. Quế chờ, quế chi là lệnh phí của lờ. Nế ngó là ngó này yêu, chờ thì phiêu ở. Ngó, quế. Chết rồi, đấy, trong thằng Du Mục đấy. Nó bảo thôi bạn ơi, bạn còn tí đồ đâu, tôi xin tí. Chứ không, nước này tôi cũng chết thôi. Mình muốn là hết rồi. Thế nào bảo thế, chào bạn, tôi đi đây, vĩnh biệt. Đấy, thằng vợ chồng thằng Du Mục ấy. Thôi em Hằng ơi, em ạ. À, bây giờ Du Mục em ở Tây Tạng thôi. Cái đất châu Phi nó có đặc sản đâu mà em phải bố víu vào đấy để kiếm đi view thế này. View này làm cái gì, tiền bạc làm gì. Khi mà chồng mình ấy, nó phải lên mạng nó nói rằng là gì. Về đi em ơi, ngu lắm em ạ. Bao nhiêu tiền cho nó vừa cái đấy hả? Lỗi nhục này ai bây giờ có ở với nhau ấy, không thể nào gọi là gì được rồi. Về đi em, được rồi, để tao bật bài về đi em nhé. Không phải đâu, nhưng mà con người ta nó đặt đàn bà nó rất là ngu.
nó chỉ vì một chút gọi là gì, cái quyền lợi, cái sự gọi là hão hiền nhỉ, hão danh. Vợ tao đây về hấp một chồng này cho vợ xin một tỷ. Vợ đợt này đang có biên chế lên được phố học. Cút, cho nghỉ dạy luôn, nhà tao bây giờ làm sao lại còn phải đút mất tiền, hay là còn phải là hiệu trưởng hiệu phó gì nữa hả? To nhất nha, con thì con nhỏ đấy, vợ chồng đang du mục ấy, nó bảo con bé lắm bạn ạ. Đấy, thằng bé nó người chung Tây Tạng, không hiểu cũng khổ, nó khóc tiếng máng luôn, khóc cái mình nó khóc tiếng máng luôn. Anh ấy em bây giờ nó thế nọ nó chạy, anh quản lý vợ quá ok. Không, với này, người đời ấy, giáo viên ấy là một ước vọng, là một ước mơ. Với tao tiến bịp này nha, giáo dục và giáo viên nó chỉ là cái trò đùa của vợ tao thôi. Vợ tao thích thì nên ngồi chơi đi cho đỡ buồn nhá, mà không thích thì tôi đi về 200 triệu nhá, chạy việc ấy tôi cho mày nhá. Nói luôn này, cầm tiền của tao rồi nhá, biên chế hết nhá, giữ hết rồi nhá, clip hết, tao lưu manh mà, tống tao đi cai, tống tao đi chạy gì, nhưng mà cứ ngày tao về là chúng mày cũng lên thiên đường thôi, thấy chưa? Nên là để điên thì bố mày sống, còn để chống lại nó nhá. Cầm tiền của thằng bịp này mà đơn giản lắm, không đơn giản đâu các em ơi nhá. Nói trước cho mày biết đấy, ăn cửa trước bố đầu còn rung dọa cửa sau luôn đấy nhá. Tức là gì, anh tài rồi nhưng mà vẫn chạy không xỉu nhá. Con này, con thật này, Quang Linh này, em là một người cũng là một cái thằng ối rồi nè, anh nói thật, chó ngáp phải ruồi, nổi tiếng đi rồi. Loại nước hoa của em, loại nước hoa đầu cấp thì em bán 300-400 triệu, cái áo phông 300-400 nghìn, cái áo phông 300-400 nghìn. Đừng lợi dụng cái lòng tin, đừng lợi dụng cái sự thương hại. Người dân người ta thương là thương cái châu Phi, thương gì em nữa mà em sang lao động, em còn lên một châu Phi ra, em còn làm clip vẫn kiếm tiền. Thế thì lý do gì mà người dân người ta lại phải là mua cái giá áo đồ giá cao hả? Thật chúng mày có vậy, thằng nghiện đây này, nu này, nghiện có bằng cấp mà nói này, chứng chỉ nghiện là nói này, không ủng hộ tôi, không cho tiền tôi, cho cái thằng kênh YouTube tiếp này kia rồi cho cái thằng châu Phi chứ biết kìa. Chúng mày cho tao, tao đôi khi tao còn lên Tây Bắc, tao còn cho tí Mikia mi đá, tao còn cho đồng bào, cho cái bọn châu Phi đi, nó cho mình cái, nó giàu lên, nó khả kháng, nó chiến tranh thế giới xảy ra, nó bỏ cả mình luôn đi. Thế chẳng, ngu gì, cầu cạnh gì mấy ông châu Phi, lúc chúng tôi chiến tranh các bạn ở đâu? Tôi hiểu đấy, chúng em đang đóng clip thế giới cũng, đến thực đế cũng phải cười. Hai, chúng ta chiến tranh thì nó còn đang gọi là quay phim, đến thực đế cũng phải cười. Thế bây giờ đây, nhờ, lợi dụng trẻ em, đấy, thế con hàng du mục thì cũng nhảy vào. Anh ạ, dạ, thật với anh, trả dấu, trước em cũng lừa đảo mấy thằng Tây Tạng, được thằng Un Quan về đây làm chồng nhá. Thì em cũng lên đấy bán tí gọi là ở cái bã của cái cây cái quả gì vợ nhỉ, cái quả nhỉ, cái quả gì đồ đỏ hay cũng mày, táo đỏ Tân Cương. Em bán tí bã của táo đỏ Tân Cương, mới có em cũng gọi là chẳng may là em cũng ra đấy thì em cũng nghe đồn là bọn này nó có tí gọi là cái gì, cái đầu gì nhỉ, run đất mà nó lại đông trùng hạn hảo bây giờ đấy. Thế nhưng đợt này sự với anh là dân bây giờ nó khùn, tiền ngân hàng là nó đóng băng lại, nhưng mà em bán được, anh xem có phương án nào giúp em một tí. Thế thôi, hai cháu lại nói tiếng Việt với nhau, để thằng tiếng Trung kia mặt nhít mặt cứ ông bạn người Tây Tạng kia thì vào bạn người Tây Tạng kia thì nó vào đâu rồi mình điện ngủ à, sao thằng Quang Linh lại bổ là nó yêu vợ mày, ông bạn kia cái gì ông bạn đấy với tiếng Việt nhở, ngủ lắm con ạ. Ông ăn đi kiếm tiền nhỉ? Sợ lỗ diễn của anh á. Cái loại mà diễn đấy nhá, cái loại đem hạnh phúc gia đình ra mà diễn nhá, thì cái loại đấy sau này con ấy nó khinh nhỉ. Mà sau